Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Sự méo mó của luật pháp Việt Nam. Ngày 2 tháng 2, báo Tiếng dân đăng bài Luật pháp ở Việt Nam của tác giả Kim Văn Chính. Thời báo chấm D giới thiệu trích lược bài viết này đến quý độc giả nội dung như sau. Thứ nhất, bà Ngô Bá Thành, luật sư học ở Pháp về nước, người hoạt động nội gián trước năm 1975 ở Sài Gòn, sau làm đến đại biểu quốc hội vài khóa, chủ tịch ủy ban pháp luật của quốc hội đã nói một câu rất nổi tiếng. Chúng ta có một rừng luật, nhưng chỉ có một luật duy nhất hoạt động, đó là luật rừng. Vậy luật rừng là gì? Người Việt hầu như ai cũng hiểu từ luật rừng vì nó rất phổ quát, mọi lúc, mọi nơi. Đó chính là những quy tắc hành xử không tuân theo quy định hoặc trái quy định của pháp luật chính thống. Hiểu theo nghĩa bóng thì đây là những quy tắc hành xử kiểu rừng rú giữa các loài vật với nhau, theo kiểu kẻ mạnh có quyền bắt nạt tiêu diệt kẻ yếu làm mọi ăn cho mình. Kẻ yếu phải trốn tránh, vị nể và lừa gạt, ngụy trang, ẩn giấu mình, dối trá, kẻ mạnh để sinh tồn. Và đây là hình bài trên báo Tiếng Dân. Trong khi ở Việt Nam, ai cũng hiểu luật rừng là gì, thì bên phương Tây rất ít người hiểu. Luật rừng ở phương Tây không được coi là một từ thuật ngữ, mà chỉ coi là một thành ngữ để ám chỉ một tình huống, trong đó không có lực lệ hay quy tắc nào chi phối cách mọi người cư xử, và mọi người sử dụng vũ lực để đạt được điều họ muốn. Mọi người chạy theo lợi ích cá nhân và dùng mọi sức mạnh quyền uy có được để đạt tới nó. Luật rừng nghĩa là không có lực theo nghĩa chính danh, tử tế và minh bạch, nghĩa là mọi chuyện đều được xử lý bằng quy quyền, thế lực, địa vị xã hội, tiền bạc, nhất thân, nhì quen, tam quyền, tử chế. Luật rừng thống trị trong xã hội đen, tất các tổ chức mafia, tội phạm có tổ chức, rất tiếc là lực rừng lại phổ biến trong xã hội ta, mặc dù nó là thứ luật hắc ám, không chính danh, phải dựa vào luật chính danh để tồn tại. Và đây là hình Lenin, người dựng lên mô hình Soviet. Thứ hai, căn nguyên lịch sử. Chính quyền Cộng sản đầu tiên trên thế giới là chính quyền Liên Xô, ban đầu thành lập với các định chế mới của chính quyền mới. Theo công thức của Lenin, tất cả mọi quyền lực thuộc về các Soviet. Sau đó, cấu trúc mới của chính quyền Soviet tỏ ra mâu thuẫn, bế tắc và kìm hãm. Đến năm 1946, Stalin đã cải tổ hệ thống kiến trúc thượng tầng Liên Xô. Theo đó học theo rất nhiều các định chế của các nước tư bản chủ nghĩa phương Tây. Các luật được ban hành, các bộ được hình thành như cơ cấu các bộ ngày nay. Các soviet địa phương được cải cách, chỉ giữ lại soviet tối cao và chức năng y như quốc hội. Nhưng trùm lên tất cả vẫn là đảng và đảng có quyền bất thành văn lãnh đạo toàn xã hội đảng lại lạm dụng lực để nắm ngành an ninh, KGB, để thống trị xã hội, tạo ra quyền lực lớn cho ngành an ninh. Cơ chế của lực rừng hình thành, Việt Nam thể chế hiện nay, học nguyên si mô hình Soviet mang về áp dụng. Và đây là hình cổng phụ của Đại học Luật Huế. Thứ ba, mô hình luật rừng bị lên án và tỏ ra bế tắc vào cuối thập niên năm 1980. Nhóm nước Đông Âu, sau một hồi vật vả, họ đã cơ bản loại bỏ được luật rừng để xin đẻ ra một xã hội chuẩn văn minh. Nhóm Nga và các nước vẫn theo Nga, sau một hồi vật vã suýt chết lại sinh ra một quái thai mới, còn kinh tởm hơn mô hình xưa. Mô hình quái vật Putin độc tài và rừng rú hơn xưa. Nhóm thứ ba gồm Việt Nam, Trung Quốc, lững lơ con cá vàng, học theo phương Tây, cải cách thể chế, tưởng sinh ra đứa con khỏe mạnh gọi là chế độ pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhưng ai dè nó cũng chỉ là một loại quái thai của chủ nghĩa tư bản thân hữu với lợi ích nhóm kinh tế, nhóm chính trị. Trong xã hội như vậy, không thể loại bỏ luật rừng. Thứ tư, cổng phụ của Đại học Luật Huế rất có ý nghĩa. Tôi tin rằng kiến trúc sư là người có ý tưởng hay khi thiết kế chiếc cổng này, không nên phá bỏ nó. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Sự méo mó của luật pháp Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Yếu tố miền Nam có ảnh hưởng đến khả năng ông Võ Văn Thưởng kế nhiệm ghế tổng bí thư không? Ngày 2 tháng 2, blog Nguyễn Anh Tuấn trên AFA Tiếng Việt có bài phân tích Yếu tố miền Nam của ông Võ Văn Thưởng thuận lợi hay bất lợi? Tác giả cho rằng, lâu nay khi bàn về khả năng kế vị Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Võ Văn Thưởng, hiện là Chủ tịch nước, thường bị cho rằng sẽ gặp bất lợi vì gốc gác miền Nam. Tác giả nhận xét, quan điểm này không phải là không có cơ sở. Theo tác giả, lý do đầu tiên là cơ sở lịch sử. Gần như toàn bộ nhân sự Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi thành lập năm 1930 đến nay đều có gốc gác miền Bắc, bao gồm cả Bắc Trung Bộ, theo cách phân chia Nam Bắc trong thời chiến tranh Việt Nam. Thêm nữa, sau đổi mới, đảng đã vận hành theo công thức bất thành văn để phân chia ba vị trí cao nhất trong nguồn máy chính trị cho ba miền. Tổng bí thư là người miền Bắc, chủ tịch nước cho miền Trung và thủ tướng cho miền Nam. Và đây là hình bài phân tích trên blog Nguyễn Anh Tuấn AFA. Công thức này gần đây đã thay đổi Song lại theo hướng tập trung quyền lực cho nhóm miền Bắc, càng giúp củng cố cho quan điểm rằng ông Thưởng với gốc gác miền Nam sẽ không thể trở thành người kế vị Nguyễn Phú Trọng cho vị trí Tổng Bí thư. Lý do thứ hai được tác giả đề cập, đó là câu nói nổi tiếng của ông Trọng, Tổng Bí thư phải là người miền Bắc có lý luận, dù chưa từng được kiểm chứng, song nhiều người tin rằng phát biểu này của ông Trọng đến từ cuộc cạnh tranh quyền lực giữa ông với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, một trong những lãnh đạo có gốc gác miền Nam. Việc ông Trọng dù tuổi tác đã cao vẫn bằng mọi giá ngăn cản tham vọng quyền lực của ông Dũng tạo cảm giác rằng ông muốn ngăn một người miền Nam thực dụng trở thành tổng bí thư. Bởi vậy, dư luận tin rằng với quyền lực khuynh lót của ông Trọng trong đảng hiện nay, nếu ông coi người miền Bắc có lý luận là tiêu chí hàng đầu cho vị trí tổng bí thư, chắc chắn ông Thưởng sẽ không phải người được chọn. Tác giả đánh giá cả hai cơ sở trên đều không phải không thuyết phục nhưng không phải không có sơ hở. Và đây là hình Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Tác giả phân tích về chuyện lịch sử quả đúng là đa số tổng bí thư đều là người miền Bắc, nhưng không phải không có người gốc gác miền Nam. Đó là Lê Duẩn, người không chỉ sinh ra ở Triệu Phong, Quảng Trị, nằm phía Nam đường giới tuyến mà còn xây dựng sự nghiệp cách mạng ở miền Nam. Ông được ông Hồ Chí Minh điều ra Bắc để trở thành bí thư thứ nhất Trung ương Đảng Lao động Việt Nam mấy giờ một chức vụ tương đương tổng bí thư hiện nay, là người lãnh đạo quyền uy tuyệt đối của đảng nhiều năm sau đó. Tác giả nhận định, lựa chọn này của ông Hồ Chí Minh có liên quan bối cảnh dàn lãnh đạo miền Bắc khi đó đang bị chia rẽ nghiêm trọng sau cải cách ruộng đất, khiến đảng cần một người lãnh đạo không thuộc về bất kỳ phe phái nào. Lê Dưỡng là một người như vậy ở thời điểm đó. Đảng Cộng sản Việt Nam qua gần 10 năm đốt lò, có thể cũng đang rơi vào một tình thế như vậy và người luôn tự nhận là học trò hết lòng của ông Hồ Chí Minh, tức là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hiện nay sẽ có thể ra một quyết định tương tự. Và đây là hình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vẫn theo tác giả, câu nói được cho là của ông Trọng không phải là một cơ sở vững chắc, xuất thân từ một cây lý luận của Đảng. Ông Trọng đương nhiên dành sự ưu tiên lớn cho công tác lý luận và ưu ái lớp người làm tiên giáo lý luận, vì ông tin vào tầm quan trọng của lớp người này với sự trường tồn của Đảng sự lão làng chính trị của ông Trọng khiến những ai quan sát chính trị Việt Nam nghiêm túc phải nghi ngờ về độ khả tính của câu nói này, nhất là vế đầu tiên. Có thể ông nhấn mạnh đến vế sau, có lý luận, và để cho hợp lý với cuộc cạnh tranh chính trị với ông Dũng, có người đã thêm vào vế đầu, người miền Bắc. Tác giả kết luận, cả hai cơ sở được đưa ra cho quan điểm rằng, ông thưởng gặp bất lợi vì yếu tố miền Nam đều không thật sự thuyết phục và ông Thưởng với thế mạnh về khả năng lý luận chính trị của mình, nhất là so với hai đối thủ là Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, vẫn nhiều khả năng trở thành lựa chọn số 1 của ông Trọng cho vị trí Tổng Bí thư tới đây. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Yếu tố miền Nam có ảnh hưởng đến khả năng ông Võ Văn Thưởng kế nhiệm ghế Tổng Bí thư hay không? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.